Bên kia, bên kia. Nè, đứng lại, đứng lại, mau lên. Quan tiên sinh đêm nay tâm trạng không tốt sao? Sao hả? Cô có thể làm tâm trạng của tôi tốt hơn à? Quan tiên sinh tấm lòng thiên hạ, mỹ huệ này bản lĩnh gì làm cho anh vui được? Tới mấy giờ tan làm? Em chỉ cần nói với mama một tiếng. Ê, người đẹp, nhảy không tồi nha. Đây, uống với anh một ly. Tiên sinh say rồi, tôi đi lấy nước cho anh. Ê, có em giải rượu là được rồi. Tiên sinh, tôi thật sự không uống được. Đây, 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 đây. Lại uống đi. Tiên sinh, anh say rồi. Uống đi mà. Quả nhiên phải nắm chặt trong tay mới là của mình. Làm cho tôi một chuyện đi. Có chuyện gì vậy, nói đi. Bí mật theo dõi Lăng Kiếm. Sau khi tan sở, anh ta đi đâu, qua những nơi nào, báo cáo hết với tôi. Theo dõi Lăng Kiếm hả? Tại sao? Đừng hỏi tại sao. Đến lúc thích hợp, từ khác tôi sẽ nói với cậu. Còn... Ây chà, mấy ngày nay mình không biết ngày đêm. Sao không xuống cân chứ? Đừng tự cao tưởng đại. Đừng tưởng nói dối là qua chuyện. Nói cho mà biết, trong vòng 10 ngày tôi nhất định bắt được. Tôi phải bắt được người đó. Anh say rồi, em đi pha cho anh tách trà nữa. Ai nói tôi sai? Sai cái gì? Tôi đâu có sai. Tôi nói cô biết nha, tôi đang rất tỉnh. Cô đừng tưởng tôi không biết. Thế thân của cô đã chết, cô tưởng thanh thản được à? Anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ không phải? Cô nghĩ Phan Nhã Phỉ bị giết rồi thì không ai biết được bí mật của cô hay sao? Anh thực sự đã say quá rồi. Phan Nhã Phỉ nào chứ? Em không biết người đó. Cô dám nói dối tôi sao? Không biết Phan Nhã Phỉ vẫn có biết ai? Nói tôi biết đi Diệp Lan. Ai là người đứng đằng sau? Anh nhận làm người rồi. Em không phải Diệp Lan, em là Mỹ Huệ. Bỏ em ra. Đừng đi. Quay lại. Nói tôi biết là ai vậy? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Cô ơi, cô còn sao không? Có cần tôi đưa cô tới bệnh viện không? Xe của tôi đang đậu bên kia. Bị Lăng Kiếm bạo lực sao? Trước đây anh ta có thói quen đánh đập phụ nữ không? Không giống phong cách của anh ta. Còn cô du nữ đó, sau đó đi đâu rồi? Cô gái bị đánh khóc thảm thiết. Anh nói coi sao Lăng Kiếm có thể ra tay nặng tới như vậy được chứ?
là tôi, đi với tôi. Nhưng mà đi đâu? Cô cứ đi rồi biết, đi thôi. Tôi phải vội đi mua đồ để anh ấy về kịp ăn. Đó có phải là nhà cô không? Cô coi đây là nhà của mình, ngày nào cũng cung phụng rượu ngon, đồ ăn ngon. Anh ta về tới nhà ăn uống no say rồi đánh cô, đánh cô ra nông nỗi này. Cô có một bực đi theo anh ta. Cô có biết tên anh ta là cái gì không? Không phải anh ấy họ Quan sao? Anh Ngải à, anh nói như vậy là ý gì chứ? Anh ta là cục trưởng phân cục Thiên Tân, tổng cục nội vệ, tên là Lãnh Kiếm. Lãnh Kiếm? Đi mau. Wow, Quý Viên Tôn, tôi đưa người đến rồi. Lãnh Kiếm, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ này rất tốt. Không chỉ tìm ra được vị trí căn cứ bí mật của họ Cát, mà còn bắt được vợ con của ông ta. Khi về Bắc Bình rồi, tôi nhất định sẽ báo cáo lên cục trưởng đới để cậu lập công. Quý Viên Tôn quá khen. Đưa đi. Trưởng quan, con gái của tôi đi lại bất tiện, không cần bọn họ lôi lôi kéo kéo, chúng tôi tự mình đi được. Để họ tự đi. Sao anh lại biết? Tôi có một người bạn nhờ theo dõi anh ta. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ cô bị đánh chết cũng không ai biết. Đi thôi. Không được, chuyện đó không thể. Tôi đã nói với anh rồi mà, hiện giờ tôi và Mỹ Huệ đang ở bên nhau. Cô ấy không liên quan gì đến Lãnh Kiếm hết. Anh nên nghĩ cách khác đi nghe. Lão Ngải à, với tính cách của Lãnh Kiếm, đột nhiên không kiểm soát được Mỹ Huệ thì chắc chắn là không cam lòng. Cho nên chỉ cần Mỹ Huệ trở lại bên cạnh anh ta, anh ta sẽ không cưỡng lại được. Sao cũng được, tôi vừa mới cứu được Mỹ Huệ ra khỏi hố lửa, không thể lại đẩy cô ấy xuống hố lửa được. Lãnh Kiếm từng mất đi cơ hội, cho nên sẽ không dám ra tay với cô ấy đâu. Anh ta sẽ quấn lấy Mỹ Huệ, vậy thì tới lúc đó kế hoạch làm giám sát viên của tôi có thể tiến hành suôn sẻ rồi. Anh cứ thực hiện kế hoạch đi, tại sao lại lôi Mỹ Huệ vào làm gì? Chuyện này liên quan gì tới cô ấy? Lão Ngải à, thực ra chỉ cần một đêm là được rồi. Thượng quan Vũ Phá, tôi phải giải thích lại mối quan hệ giữa tôi và Mỹ Huệ với anh một lần nữa. Trước đây tôi xấu hổ khi nói với anh, nhưng không phải tôi nhất thời xúc động. Tôi rất thích cô ấy. Thật không đó? Là thật mà. Hay là như vậy đi, sau khi xong việc, tôi sẽ cho cô ấy thân phận mới. Hai người có thể đường đường chính chính sống cùng nhau rồi. Anh nói vậy là sao? Không phải cậu lo lắng thân phận của cô ấy bị các đồng nghiệp của cậu chê cười hay sao? Cô ấy cũng sẽ là trò cười để người khác bàn tán. Chỉ cần có thân phận mới, mọi lo lắng của cậu đều có thể dễ dàng giải quyết rồi. Lão Ngải à, vì tương lai của hai người, tôi hy vọng là cậu hãy thuyết phục cô ấy. Anh ấy yêu cầu quá vô lý nên anh từ chối rồi. Người bạn đó của anh thật sự có cách cho em thân phận mới sao? Anh ấy làm trong thị chính Thiên Tân, với khả năng quyền lực của mình, chuyện mà anh ấy đã hứa sẽ làm được. Nhưng mà đây không phải lý do. Vậy anh muốn em đi không? Mỹ Huệ, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẵn sàng hy sinh cho người phụ nữ mình yêu. Tề Chinh, chỉ cần có anh là đủ rồi. Được, anh cùng em làm thử xem sao. Sau khi sự việc giám sát viên lắng xuống, chúng ta sẽ sống với nhau thật tốt. Em có còn nhớ không, anh đã hứa sẽ giới thiệu em với Tần Lãng và Lưu Ly. Chắc chắn họ sẽ yêu thích em, chắc chắn trở thành bạn tốt của em. Mỹ Huệ, sao em lại ở đây? Đứng lên. Không sao đâu chứ.
Ê, em muốn đi đâu tôi đưa em đi. Em tìm một chỗ để ở. Tìm chỗ để ở? Vậy trước nay em sống ở đâu? Em thuê căn hộ phía Tây ở thành phố, nhưng không trả tiền đúng hạn, cho nên anh không cần lo. Đây là lựa chọn của riêng em. Quan tiên sinh, làm phiền anh rồi. Anh không trách Mỹ Huệ chứ? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, trách cứ có ích gì? Em đừng sợ, tôi sẽ không đánh em nữa. Lúc đầu em thật sự rất sợ bị anh đánh. Chỉ cần thấy anh giơ tay, em không thể không run lên. Anh có biết không, từ khi rời xa anh tới giờ, em không về hộp đêm xuân Paris. Em muốn tìm một công việc bên ngoài, nhưng mà khi đi ra ngoài em mới nhận ra cuộc sống quá khó khăn. Quan tiên sinh, thật ra em vẫn luôn nghĩ. Sao vậy? Em muốn quay lại với tôi không? Được thôi, để tôi xem thử em biểu hiện như thế nào. Phát biểu cuộc thi giám sát viên. Cuối cùng, Lãnh Kiếm. Lãnh Kiếm của cục nội vệ có ở đây không? Vậy thì coi như là anh ta bỏ cuộc rồi ha. Tiếp theo đây, tôi sẽ công bố kết quả cuộc thi. Thượng quan Vũ Phá. Cảm ơn nha. Thank you.
Cuộc thi kết thúc rồi à? Dạ, cuộc trưởng lãnh vừa mới xong. Thượng quan Vũ Phá được tuyển. Dạ đúng vậy. Mỹ Quỷ, Mỹ Quỷ, Mỹ Quỷ. Mỹ Quế, sao em lại ở đây? Thượng quan Vũ Phá. Là anh tìm tôi à? Anh là ai vậy? Là người thu tiền giải trừ tai họa cho người khác. Anh đưa cho anh em tôi một bức ảnh, nói là tìm người giết cô gái tên Mỹ Huệ đúng không? Phải. Giúp tôi đi giết người. Sao cậu về trễ vậy? À, dạo này hình như không thấy cậu tới tìm thượng quan. Không đi, anh ấy cũng bận lắm. Đúng vậy, nhân viên giám sát mà, không nói chuyện như ngày trước được nữa. Thật ra con người anh ta vốn không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi với anh ta là chiến hữu lâu năm, giàu sinh ra tử. Tôi hiểu rõ anh ta còn hơn cả cậu nữa. Anh ta là người rất nhỏ nhen, vì đạt được mục đích của mình có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí lợi dụng cả anh em. Sau khi chuyện thành công, cậu sẽ bị ném sang một bên. Sớm muộn cũng có ngày cậu hối hận vì đã làm mọi chuyện cho anh ta. Mỹ Huệ, Mỹ Huệ. Tề Chinh, em đang ở đây. Lúc trước cứ kéo dài thời gian suốt, cuối cùng cũng đang xong. Vừa kịp lúc trước mùa đông cho anh thử đi. Không kịp đâu, anh phải đưa em rời khỏi đây. Có chuyện gì sao? Hôm nay anh gặp Lãnh Kiếm, nhìn ánh mắt của anh ta, anh không biết giải thích sao, nhưng anh ta chắc chắn biết em ở chỗ anh. Với tính cách anh ta sẽ không để yên như vậy đâu. Cho nên anh phải đưa em rời khỏi đây, ra ngoài tránh nạn. Nhưng em biết đi đâu đây? À, ra trạm xe lửa trước đã. Tề Chinh. Lên. Họ chạy rồi, mau đuổi theo. Xe đâu? Không thể đi xe được. Ở bên kia, đuổi theo. Đừng sợ, chỉ cần anh còn sống, nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu.
tôi muốn có vé tàu để khởi hành sớm nhất. Chúng ta đi chung. Em tránh mặt trước đi, đợi anh xử lý xong chuyện bên này sẽ đi tìm em. Xe lửa còn 10 phút nữa xuất phát. À, được 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 được, đi. Lối vào trạm. Làm ơn cho qua. Làm ơn, cảm ơn. Nhớ phải ăn uống đúng giờ, chăm sóc tốt cho bản thân. Hứa với em, phải tới tìm em đó. Anh hứa với em, sau khi xử lý xong chuyện này, anh sẽ cưới em. Tránh ra coi. Được rồi, Mỹ Huệ, thật sự không kịp nữa rồi. Tránh ra coi, Mau lên, đi mau. Hả? Mỹ Huệ, em không thể chết được. Anh còn phải cưới em Mỹ Huệ. Bây giờ em rất hạnh phúc. Mỹ Huệ, vụ phá e là có một chuyện mẹ quên nói cho con nghe. Con có còn nhớ cái cô vũ nữ tên là Mỹ Huệ không? Chính là cái cô mà con lợi dụng để có thể trở thành điều tra viên của chính phủ đó. Mỹ Huệ là bí danh sau khi cô ta gặp nạn ở tù giới Pháp. Tên thật của cô ta là Cát Tường. Cái gì? Cát Tường sao rồi? Cũng không có gì. Cục nội vệ bắt Cát tướng quân và vợ mình. Cô ta trốn thoát, sau đó bị ép vì phải sinh tồn, thay hình đổi dạng, lấy tên là Mỹ Huệ. Vũ phá chúng ta đột nhiên phát hiện thì ra Cát Tường có liên quan đến đối thủ cạnh tranh của mình, đã tiện thể lợi dụng cô ta, phải không Vũ phá? Vũ phá, bà ấy nói có phải thật không hả? Mỹ Huệ chính là Cát Tường sao? Mỹ Vũ Phá. Anh Vũ Phá, em nhảy đẹp không? Nè, không được nói dối. Nói thật hả? Rất đẹp. Anh nói dối. Ê, anh đẹp nói thật dối mà. Đồ lơ đãng, anh dám gạt em. Anh nói thật mà, đâu có anh nói dối đâu. Anh đứng lại cho em. Không được chạy. Chạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh Vũ Phá! Anh Vũ Phá! Anh Vũ Phá, cứu em! Anh tới làm gì? Tôi nhờ nhận được tin Mỹ Huệ cô ấy. Đừng nói nữa, người cũng đã mất rồi. Xin lỗi, lo ngại. Lúc trước cậu tìm tôi là đang bận, không biết. Không có gì phải xin lỗi hết. Tôi không muốn gặp anh. Lão Ngải à? Lão Ngải. Tôi nói rồi, tôi không muốn gặp anh. Tôi từng cho rằng anh là người mà tôi đáng tin cậy nhất. Tôi đã tin anh. Kêu Mỹ Huệ đi hại Lãnh Kiếm, nhưng rơi vào kết cục gì đây? Mỹ Huệ chết rồi, trái tim tôi cũng chết rồi. Tôi và con cọp đấu nhau, con thợ săn thì đang lau súng. Chúng tôi tới tìm anh giúp thì anh làm cái gì chứ? Tôi thừa nhận mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Nhưng tôi thực sự không ngờ Lãnh Kiếm lại làm chuyện tuyệt tình tới như vậy. Tôi cũng không biết mà. Đương nhiên là anh không có sai, mọi lỗi đều là do tôi. Tôi quá tin anh. Tôi tin anh có thể cho tôi hạnh phúc, có thể cho tôi sự hy vọng, có thể cho Mỹ Huệ một danh phận để ở lại bên cạnh tôi. Nhưng mà anh đã cho tôi cái gì? Anh đã cho Mỹ Huệ một phát súng lạnh băng. Lúc đó tôi quá ấu trĩ. Hôm nay tôi còn rất ấu trĩ sao, đúng không? Cậu bình tĩnh đi mà. Tôi rất bình tĩnh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi không còn tin anh nữa. Tôi cũng không tin bất cứ ai. Cửa vẫn chưa đóng, anh cứ tự nhiên đi ra. Lão Ngải à, nghe tôi nói đi mà. Đi đi, đi, đi. Lão Ngải à. Cậu muốn báo cáo cho tôi cuộc gặp gỡ bí mật giữa Thượng Quan với lại Cao Thuyên. Cậu lừa tôi à? Tôi không có nhiều thời gian rảnh để lừa anh. Tôi có ảnh. Đưa tôi coi. Anh phải hứa với tôi trước, sau khi nhận được bức ảnh, anh phải báo với Tổng cục Thượng Quan Vũ Phá bị kẻ thù mua chuộc xúi dục. Anh ta là thủ phạm chính của dự án Pandora. Tôi không thể hứa. Ai biết có phải hai người đang bày kế không? Muốn tôi mắc bẫy lần nữa sao? Bên này cậu dùng ảnh để dụ tôi, bên kia Thượng Quan tới Tổng cục để kiện tôi. Tôi đâu có ngu như vậy. Lãnh Kiếm, tôi ngu ngốc, luôn coi Thượng Quan Vũ Phá là anh em mình. Không một ai tin tưởng anh ta. Tôi tin anh ta. Anh ta yêu cầu tôi làm những chuyện vô lý, tôi vẫn sẽ làm. Bí mật theo dõi Lãnh Kiếm về tất cả hành tung của anh ta, sau khi tan sở báo cho tôi biết. Nhưng rồi anh ta lại câu kết với Cao Thuyên. Anh nói không hề sai, Thượng Quan Vũ Phá hoàn toàn không phải như những gì tôi nhìn thấy. Anh ta là một kẻ tiểu nhân qua cầu rút ván. Cậu thật sự muốn tôi báo cáo với lại Tổng cục Thượng Quan là Pandora? Đúng. Cao Thuyên là một kẻ vô cùng nham hiểm xảo quyệt. Bà ta có thể đến gặp Thượng Quan Vũ Phá, cười nói cùng với anh ta. Nếu Thượng Quan Vũ Phá không phải là Pandora thì giải thích sao đây? Vậy được, cứ cho là tôi tin cậu không còn tin Thượng Quan. Nhưng tại sao lại nói tin này cho tôi biết? Cậu tin tôi sao? Lãnh Kiếm, tất nhiên là tôi không tin anh. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin anh. Người mà tôi tin tưởng nhất trước đây là Thượng Quan Vũ Phá. Anh ta đã lợi dụng lòng tin của tôi để giết chết Mỹ Huệ. Giờ đây phim được dịch và lồng tiếng tại tôi chỉ tin vào thù hận. Tôi chỉ tin giữa tôi và anh có cùng kẻ thù không đội trời chung. Tôi muốn hủy hoại anh ta. Đây là điều kiện tiên quyết để hôm nay tôi hợp tác với anh. Lão Ngải, cậu thay đổi thiệt rồi. Được.
tôi hợp tác với cậu. Không phải anh nói sẽ không để tôi đợi lâu sao? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có hành động gì? Không phải tôi đã nói rồi à? Đây là thời điểm quan trọng cho việc đứng ra tranh cử phó tổng cục trưởng ở Thiên Tân. Chúng ta mà báo cáo vấn đề này lên, cục trưởng đới sẽ không tin. Chúng ta phải đợi trong khoảng thời gian này. Đợi? Anh chỉ biết kêu tôi đợi, tôi không đợi được nữa. Vậy cậu muốn sao? Đưa ảnh lại cho tôi, tôi sẽ tự báo cáo với tổng cục. Cậu cho là cục trưởng đới sẽ tin cậu dựa vào một mình cậu? Nhất định ông ấy sẽ tin tôi, tôi có ảnh mà. Nhưng tấm ảnh chỉ là vật, người nói vẫn hơn chứ. Nếu thượng quan tình cờ tìm được cái cớ để ngụy biện, cậu chắc chắn 100% sẽ hạ được anh ta hay không? Lão Ngải à, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng mà chúng ta phải biết nắm bắt thời điểm hoàn hảo để mà ra đòn chí mạng, để thượng quan mãi mãi không thể đứng dậy được, cậu có hiểu không? Alo, tôi là Lãnh Kiếm. Là tôi. Cục trưởng đới, ông có chỉ thị gì? Tôi muốn tìm hiểu tình hình. Sau khi điều tra xong, anh nghĩ sao về thượng quan chủ phá? Phim được dịch thượng quan chủ phá thật sự có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong công việc, cũng có thể chia sẻ lo lắng với lại thị trưởng Lâm, nhưng mà... Nhưng sao? Nè, alo, có chuyện gì vậy? Không có gì, tôi lỡ tay làm bể cái ly thủy tinh thôi. Nhưng thượng quan không có kinh nghiệm làm việc trong cục nội vệ. Nếu anh ấy trở thành phó cục trưởng của tổng cục nội vệ nữa, tôi sợ không phù hợp. Alo. Cục trưởng đới, vậy ý của ông là sao? Để tôi suy nghĩ lại rồi liên hệ với anh sau. Dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Vì trời đổ mưa to, thi thể mới được tìm thấy. Cậu ấy đã mất được mấy ngày rồi. Cho tôi xem bản ghi chép. Dạ. Yeah.
Đem đi đi. Dạ. Lấy vải che lại. Tước Mặc Thuần, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Tôi xin thề với cậu, tôi nhất định tìm ra kẻ sát nhân cho cậu. Cho dù là ai, cũng nhất định bắt hắn trả giá. Chung cư Đình Hoa. Chắc anh cũng quen thuộc với tình huống này rồi hả? Trước đây anh đều không mời mà đến, đứng bất động ở trước cửa nhà tôi. Bây giờ chúng ta đổi chỗ cho nhau, vậy anh có cảm thấy vừa mừng lại vừa lo hay không? Biết cô giấu bằng chứng của tôi ở trong rừng để tôi không bị vạch mặt là thủ phạm vụ giết người. Bây giờ bằng chứng nằm trong tay cô. Cô muốn tôi làm gì cứ nói thẳng ra, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ làm. Chuyện đơn giản thôi mà. Anh không cần phải căng thẳng như vậy. Với quan hệ của chúng ta, anh vẫn sợ tôi cần mạng của anh để cảm ơn sao? Tức mặt. Tôi vẫn luôn luôn nghĩ cô là cô gái dịu dàng tốt bụng. Hơn nữa tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Nhưng khi trải qua khoảng thời gian này, tôi mới biết ngày càng không thể hiểu cô. Tôi thực sự đánh giá quá cao mình. Cho nên có gì cô cứ nói đi. Lãnh Kiếm, cái mà tôi muốn là lòng trung thành. Trung thành? Đã nhiều năm như vậy, tôi còn chưa đủ trung thành. Tất cả cũng là quá khứ rồi, còn bây giờ và sau này. Rốt cuộc thì cô là ai? Anh thấy đó, lúc nãy anh muốn tôi nói thẳng ra, bây giờ tôi nói ra rồi, anh lại thấy ngạc nhiên. Tôi chỉ cảm thấy lúc đầu khi mà tôi đối với cô toàn tâm toàn ý thì cô đối với tôi bỏ qua một bên. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại thay đổi ý, muốn tôi phải trung thành. Thật sự tôi không thể nào hiểu được. Anh không chịu hả? Không phải là không chịu. Cho dù cô đang nắm giữ tiền bạc, quyền lực hay là bằng chứng, thì tiền không mua được lòng trung thành, trừ phi có điều kiện là sự trao đổi. Cô đồng ý không? Tôi đang ở ngay trước mặt anh, cho anh chụp tùy thích.
Hình sẽ do anh tự giữ. Cô để tôi dẫn anh ta tới, còn mở tất cả các cửa ra vào. Mạo hiểm như vậy, rốt cuộc cô muốn cái gì? Người cũng đã vào trong này rồi, giờ anh mới nhớ ra mà hỏi, có phải muộn quá rồi không? Anh yên tâm đi, giờ anh cùng phe với tôi không làm hại anh đâu. Hơn nữa, anh ta đã biết việc anh giết Ngải Tề Chinh, nên đến văn phòng của anh để tìm chứng cứ. Anh xem, giờ tôi phải làm sao đây? Cô nói thật đó chứ? Chính mắt tôi thấy mà. Phó cục trưởng Tần, lâu rồi không gặp anh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao khi tôi quay trở lại, mọi chuyện đều thay đổi hết? Tần Lãng, anh nói vậy đúng lắm. Thế giới đổi thay, tất cả chúng ta thay đổi. Anh không ngoại lệ. Trước đây anh luôn rực rỡ như ánh mặt trời, tôi ghét thấy ánh sáng của anh. Nhưng bây giờ, cùng lắm anh chỉ là ánh trăng thôi. Tôi chỉ cần đưa một cánh tay là có thể che ánh sáng của anh rồi. Tôi không muốn nghe anh nói nhảm nhí. Tôi hỏi anh, cục nội vệ rốt cuộc sao rồi? Dưới sự lãnh đạo của anh, chẳng lẽ còn có thể giữ đúng bản chất của nó sao? Phó cục trưởng Tần cũng uy phong thật đó. Chỉ có điều tôi thấy hơi nghi ngờ. Trong khoảng thời gian mà anh mất tích, rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh chỉ vì lưu ly mà gục ngã, lại còn nghiện ma túy, cuối cùng tự chịu đau cai nghiện, có đúng không? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim. Làm sao cô biết chứ? Chuyện buôn bán ma túy ở Thiên Tân sao có thể thiếu phần Thanh Bang được. Anh có còn nhớ điếu thuốc để anh có thể giải buồn hay không? Thì ra là cô hại tôi bị nghiện ma túy. Cô thật sự là đồ rắn độc. Tức mặt thuần, tôi nên sớm đoán ra được cô chính là kẻ phản bội lẻn vào trong cục nội vệ. Tần Lãng, anh khó khăn với tôi trong cục nội vệ mấy lần, bất quá tôi mới cho anh nếm thử mùi ma túy thôi. Nếu so với Hoàng Dĩ Thiện, ông Duệ Thức và Hạng Văn Bân thì tôi đã tốt với anh lắm rồi. Điều tôi hối hận nhất chính là khi đó đã không kiên quyết bắt cô. Anh nhìn thấy gì chưa? Anh vì cô ta vi phạm quy định dốc sức bảo vệ, còn nói cô ta là người ngây thơ vô tội. Bây giờ anh muốn cục trưởng Lãnh nói gì đây? Ngải Tề Chinh là do anh ta giết đó. Anh ta là đối tác đáng tin cậy của tôi. Cô nói không sai. Hai người hợp tác với nhau, còn đem cục nội vệ biến thành chướng khí mù mịt, hoàn toàn thay đổi. Thay đổi ra sao? Cũng không thể nào so sánh được với đội trưởng Lưu Ly. Chính mắt anh cũng thấy rồi, cô ta vì Thượng quan Vũ Phá mà đi đầu hàng Cao tướng quân. Cũng có đôi lúc tôi cảm thấy rất buồn. Rốt cuộc cô ta yêu người đàn ông này bao nhiêu? Ngày nào cũng nói là muốn trả thù kẻ thù, nhưng tới cuối cùng lại vì anh ta mà từ bỏ lý tưởng và niềm tin.
càng vì anh ta mà từ bỏ người yêu là anh. Tới tôi cũng thấy cô ta không xứng. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Còn chờ gì nữa mà không ra tay? Đứng đó làm gì? Không thể nào. Nhìn bộ dạng của anh ta khác gì đã chết đâu. Không đâu, vẫn cần tôi phải ra tay sao? Không thể nào. Anh ta đã biết những việc tốt mà anh đã làm rồi. Nếu bây giờ không giết anh ta, không thể nào, thì cứ đợi tự mình bị giết đi ha. Tần Lãng, nếu tôi đem tin tức Lưu Ly bị Cao tướng quân xúi dục nói lại với Tổng cục trưởng, đoán xem cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu như Cao Thuyền có thái độ cứng rắn như vậy, tại sao bà ta lại phải mất công để cô vào trong nói chuyện chứ? Tần Lãng, Tần Lãng, anh bị làm sao vậy hả? Ai đã làm gì anh? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Em với Cao Thuyền có quan hệ gì? Bà ta chính là mẹ của Vũ Phá, có phải bà ta làm hay không hả? Em không phải bị Cao Thuyền xúi dục chứ? Em không có. Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc lại làm cho anh bị thương như vậy hả? Em đừng báo thù cho anh. Đây bây giờ hãy rời khỏi cục nội vệ, tránh xa Lãnh Kiếm. Chỗ này bây giờ là địa ngục. Anh đừng nói nữa, em đưa anh tới bệnh viện nha. Tới bệnh viện liền đi. Tần Lãng, Tần Lãng, Lưu Ly, em đi, em đi, em đi mà. Em có biết không, anh yêu em, yêu nhiều lắm. Em biết, em biết mà. Anh cũng không biết lý do tại sao anh lại trở thành bộ dạng này. Anh đừng nói gì nữa, đừng nói nữa. Anh xin lỗi. Sự cảnh giác của anh càng ngày càng kém rồi đó. Tôi đứng ở ngoài cửa lâu như vậy, anh cũng không nhận ra. Đây không phải là chuyện tốt đâu. Đóng cửa.
Anh yên tâm, nếu như có người ở bên ngoài, anh nghĩ là tôi sẽ để anh phát điên như vậy sao? Cô đặt thứ này lên bàn của tôi vì thứ này và vì cô mà tôi mới phải nổi điên. Lãnh Kiếm, đến bây giờ mà anh vẫn chưa nhận ra sao? Người mà Cao tướng quân coi trọng thì muốn trốn cũng không trốn được. Nếu như anh thật sự muốn trốn, cuối cùng chỉ có hai cái kết: anh phát điên hoặc là sẽ chết. Lưu Ly đâu? Đội trưởng đội hành động lại đang điều tra cái gì vậy? Dĩ nhiên là vụ án chưa rõ chân tướng. Quên là có hẹn với tôi bằng chuyện rồi sao? Anh uống rượu hả? Danh giáo hung hăng, quả nhiên có phong thái của phó cục trưởng. Anh đang nói nhảm gì vậy? Không hiểu sao. Được, cô đang điều tra cái gì? Tôi đang điều tra mấy vụ án xảy ra ở cục nội vệ lúc trước. Hung thủ đứng đằng sau thật sự đều là Tức Mặt Thuần. Cục trưởng Lãnh, chắc là anh đã phát giác rồi đúng không? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Anh có muốn nghe không? Đầu tiên là sợi dây chuyền kim cương. Ngay từ lúc đầu, chúng tôi nghi ngờ Thượng quan Vũ Phá là người chế tác sợi dây chuyền này. Nhưng dựa trên bối cảnh của Tức Mặt Thuần cho thấy, có vẻ như chính cô ta là người ra tay thì sẽ càng hợp lý hơn. Từ sau vụ án khách sạn Cây Mã Đề, vụ án mạng Động Hằng, Tức Mặt Thuần vẫn luôn theo dõi tôi, giết người đưa tin. Cho nên ngày hôm nay tôi đặc biệt xem xét kỹ hồ sơ, ngay xảy ra vụ án ai đã vào trong tòa nhà này, chứng minh Tức Mặt Thuần trong hai lần phá án trùng hợp đều ra ngoài nghỉ phép, mà thời gian ra vào thì trùng hợp với thời gian xảy ra vụ án. Còn đầu đuôi về vụ đánh bom, không cần phải nói, anh cũng biết rồi. Lời khai của chú Niên chính là sự thật. Ngay đêm hôm đó, Sồng ngẩng đầu, Tức Mặt Thuần mặc đồ đỏ đứng ngay trên quảng trường Hoa Viên, trung tâm thành phố. Cô ta dùng hành động của mình để ra hiệu, nói với những sử tỷ của Cao Thuyên. Cao Thuyên chọn quảng trường Hoa Viên, trung tâm thành phố là nơi cuối cùng kích nổ quả bom. Đương nhiên, trước khi có xác nhận cuối cùng, Cao Thuyên rõ ràng đã chọn nhiều hơn một địa điểm để phát nổ, bao gồm cả tòa nhà thành phố chúng ta. Đó là lý do vì sao Tức Mặt Thuần đã chọn Hoàng Dĩ Thiện, một cô bé ngoan ngoãn nhất, giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cô ta lợi dụng sợi dây chuyền kim cương tìm tới gia đình nghèo của Hoàng Dĩ Thiện và dùng sự an nguy của người nhà cô ấy ép cô ấy phạm tội. Hoàng Dĩ Thiện mang theo quả bom, vốn không muốn kích nổ, chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Tức Mặt Thuần, cho nên đến giây phút cuối cùng vẫn chọn cái chết một mình để giữ an toàn cho cả nhà. Ông Duệ Tức kiểm tra thấy sợi dây chuyền này có vấn đề, Hàn Văn Bân lập tức báo cho cấp trên của anh ta, cũng chính là Tức Mặt Thuần. Tức Mặt Thuần trốn trong xe ra tay với anh ta tuyệt đối sẽ không ngờ Tức Mặt Thuần bình thường trong sáng hiền lành tới như vậy lại có bộ dạng đáng sợ như vậy. Anh ta vẫn trừng to mắt nhìn Tức Mặt Thuần qua gương chiếu hậu. Sau đó Hàn Văn Bân bị bắt, anh ta đang do dự có cần đưa lời khai cấp trên của mình là ai hay không thì bị Tức Mặt Thuần ra tay giết người diệt khẩu. Cục trưởng Lãnh, tôi phân tích không sai chứ? Cô phân tích thấu đáo như vậy thì có ích gì hả? Bằng chứng đâu? Anh hỏi tôi là bằng chứng đâu sao? Cục trưởng cũng đừng quá ức hiếp người khác như vậy. Chuyện tới mức này, Tức Mặt Thuần có thân phận gì cả anh và tôi đều rõ mồn một. Tôi đương nhiên là biết rõ Tức Mặt Thuần có thân phận gì. Cô ấy là vợ chưa cưới của phó thị trưởng mà. Hôm nay anh kêu tôi ở lại bằng ba cách đối phó hiện trạng của cục nội vệ, bây giờ lại muốn lái qua chuyện khác. E là anh muốn che đậy chuyện anh giúp cho Tức Mặt Thuần làm quá nhiều chuyện sai trái rồi. Cô có biết mình đang nói cái gì hay không? Đương nhiên là tôi biết. Ý tôi muốn nói là anh giết hại Tần Lãng và Ngải Tề Chinh, bọn họ đều chết dưới tay của anh, có phải không? Lưu Ly,
Rốt cuộc ai thắng còn chưa biết. Cô thật sự coi mình là phó tổng cục trưởng rồi sao? Cái gì mà phó tổng cục trưởng? Tôi cơ bản không biết anh đang nói cái gì. Anh muốn trèo cao, bị lợi ích làm cho mê muội, nên mới bị người như Tức Mặt Thuận lợi dụng, trở thành công cụ giết người đó. Không sai. Tân Lãng và Lão Gãy đã chết trong tay tôi thì sao? Ai kêu họ cản đường tôi? Một người cản tôi gọi điện cho cục trưởng đấy, người kia buộc tội tôi bắt cóc con tin, họ đều đáng phải chết. Lý do hoang đường như vậy mà anh giết chết đồng đội của mình sao? Anh đúng là một con ác quỷ điên rồ rồi Lãnh Kiếm. Ác quỷ điên rồ? Tới hôm nay cô lại thành hòn đá cản đường lớn nhất của tôi. Phó thị trưởng Thượng Quan, tôi xem tài liệu xong rồi, trả cho cậu đi. Dạ. Trễ về rồi anh chưa tăng làm hả? Tôi hẹn bạn ăn tối nhưng mà vẫn chưa tới giờ. À, có hẹn bạn gái sao? À, tôi gọi điện thoại nha. À, được, anh gọi đi. Không ai nghe máy hả? Chắc là vẫn còn đang mừng. À, phụ nữ đều lệ mề vậy đó. Bạn gái tôi cũng vậy. Bạn gái cậu cũng vậy sao? Đúng vậy. Bạn gái của cậu có phải cũng làm ở tòa thị chính không? Đúng, ở lầu dưới á. Đi làm còn dám yêu đương ha. Phó tổng cục trưởng, bạn gái của Thượng quan Vũ Phá, hôm nay tôi sẽ giết cô. Lưu Ly, hắn ta thừa nhận đã giết Tần Lãng và Lão Ngải. Em nghỉ ngơi chút đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lãnh Kiếm đã điên thật rồi. Em muốn xem anh ta bị em vạch mặt như vậy sẽ có hành động gì. Cục nội vệ đã bị tàn phá nặng nề, tiếp theo phải làm sao đây? Em đừng lo, mọi chuyện của chúng ta sẽ kết thúc nhanh thôi. Anh sẽ đưa em rời khỏi Thiên Tân, tới lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Báo đây. Yeah.
Lưu Ly, em có sao không? Em có sao không? Dược Phát. Lưu Ly à,